Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cha, kính thưa quý nam nữ tu sĩ, kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Kể từ khi dịch bùng phát cho đến hôm nay chúng ta mới lại thấy được niềm vui trọn vẹn trong ngày lễ mừng quan thầy của giáo xứ chúng ta. Chúng ta không chỉ có thánh lễ như mọi khi, mà chúng ta còn có phần rước kiệu rất sốt sáng. Và sau thánh lễ, chúng ta lại còn chung chia với nhau trong bữa tiệc thân tình. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và chúc mừng nhau bằng một tràng pháo tay lật nhiệt. Niềm vui trong ngày mừng lễ quan thầy giáo xứ chúng ta hôm nay được nhân lên rất nhiều bởi vì có sự hiện diện chân quý của cha Bruno, giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Chúng ta chào mừng cha bằng một tràng pháo tay. Hôm nay vì lý do đau yếu cho nên cha Đa Minh không về được. Còn cha Doan thì mừng lễ với cha quản hạt ở trên bằng sở. Nhưng chúng ta vẫn còn cha Phêrô, người con yêu quý của giáo xứ chúng ta. Một tràng pháo tay để chúng ta mừng cha. Kính thưa quý cha, kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Thánh Giuse được Thiên Chúa tuyển chọn làm cha nuôi của Chúa Giêsu. Ngài bảo vệ Đức Trinh Nữ Maria, bảo vệ Chúa Giêsu trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Thánh Giuse lại được chọn là bổn mạng của Giáo hội Việt Nam, cách riêng của Giáo phận Hà Nội và của rất nhiều người trong chúng ta. Hôm nay chúng ta mừng cách riêng Thánh Giuse bởi vì Ngài không chỉ là bổn mạng của Giáo hội mà là bổn mạng của tất cả mọi người trong làng Hoàng Nguyên này, người già cũng như người trẻ, đàn ông cũng như đàn bà. Cho nên chúng ta mừng lễ nhau bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa. Dâng thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam luôn sống trong bình an và ân sủng. Cầu nguyện cho Giáo phận Hà Nội trong thời gian công nghị để mỗi thành phần dân Chúa đều tham gia một cách nhiệt thành, không chỉ trong những công việc phụng tự mà còn trong những công việc mục vụ, trong việc truyền giáo, đóng góp ý kiến với Đức Tổng Giám mục để mở ra một sự canh tân đức tin cho Tổng Giáo phận Hà Nội. Chúng ta cầu nguyện cho giáo xứ chúng ta, nhất là cho những dự tính và những công trình mà chúng ta đang xây dựng được diễn tiến bình an và đẹp lòng Chúa. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả chúng ta được Chúa phù trì để không chỉ mạnh khỏe, bình an mà còn sống và thực thi đức tin một cách như lòng Chúa mong muốn. Chúng ta cũng dâng lên Chúa lời cầu xin cho những người thân yêu của chúng ta đã qua đời bởi vì hôm nay cũng là ngày lễ quan thầy của họ. Và hợp ý cầu nguyện cho các linh hồn Giuse, Gioan, Anna, Maria. Xin tạ ơn Chúa cho tổ tiên nội ngoại. Xin tạ ơn cha Thánh Giuse cho gia đình được bình yên, cho các linh hồn và cho thai nhi. Giờ đây chúng ta cùng khiêm tốn nhìn nhận những tội lỗi và thiếu sót để lời cầu nguyện cũng như thánh lễ chúng ta cử hành xứng đáng được Chúa thương chấp nhận. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Cho người thiện tâm. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con tôn vinh.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu cần. Chúa ngự bên hiệu đứng Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Thánh Giuse cũng là bổn mạng của Đức Tổng Giám mục hiện tại của chúng ta và Đức Nguyên Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Hôm nay chúng ta cũng nhớ đến anh chị em ở Ukraine. Xin Chúa chúc lành cho họ và cho Ukraine sớm trở lại hòa bình. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Đức Giêsu cho Thánh cả Giuse và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp cho giáo hội biết luôn luôn cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Samuel quyển thứ 2. Hồi ấy, có lời Đức Chúa phán với ông La-than rằng: Hãy đi nói với tôi tớ của ta là David. Đức Chúa phán thế này: Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã lầm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha. Đối với ta, nó sẽ là con. Trước mặt ta, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, và ngai vàng của ngươi sẽ được củng cố đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Dòng dõi người ơn Chúa rộng ban sẽ tồn tại mãi ngàn năm. Chúa thương ban con cháu của người sẽ tồn tại mãi muôn đời. Dòng dõi người ơn Chúa rộng ban sẽ tồn tại mãi. Con sẽ luôn ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời, qua muôn ngàn thế hệ, cao giao lòng thành tín Chúa. Vì như Ngài phán dạy, tình ta bền vững thiên thu, trên cõi trời cao xanh thiết lập lòng Chúa trung thành. Dòng dõi người ơn Chúa rộng ban sẽ tồn tại mãi mãi.
ước giao với người, lòng ta nhắn tới tuyên trọn. Ta tuyên thề với người, tôi chung là nhà David, rằng lời dòng dõi người nhờ ta bền vững muôn lắm. Ngài bao người do ta thiết lập bền vững muôn đời. Dòng dõi người ơn Chúa rộng ban sẽ tồn tại mãi ngàn năm. Chúa thương ban con cháu của người sẽ tồn tại mãi muôn đời. Người sẽ thưa ta rằng đời ta đời con có Chúa thân phụ, con tin thờ suốt đời, trong lời Ngài là lối đa, và như Ngài phán dạy tình ta dành mãi yêu người, giao ước lập hôm lao giữ gìn thành tín sao rời. Dòng dõi người ơn Chúa rộng ban sẽ tồn tại mãi ngàn năm. Chúa thương ban con cháu của người sẽ tồn tại mãi muôn đời. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, không phải chiếu theo lề luật mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Abraham và dòng dõi ông được thế gian đàm gia nghiệp. Nhưng ông được lời hứa đó vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin. Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa. Như thế lời hứa là ân huệ của Thiên Chúa ban không và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Abraham, nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ lề luật mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, như có lời chép: ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, đấng ông tin tưởng, đấng làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hóa có. Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc. Như lời Thiên Chúa phán: dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. Bởi vậy, ông được kể là người công chính. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ông Gioan, ông Gia-cốp sinh ông Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-xu cũng gọi là Đấng Ki-tô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-xu Ki-tô, bà Maria mẹ người
đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần truyền dạy. Đó là lời Chúa. Đây là tôi tớ trung tín và đây là tôi tớ khôn ngoan mà Chúa đã đặt lên trông coi gia đình Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta tập hợp nơi đây để tôn vinh thánh cả Giuse, để tôn thờ Thiên Chúa đấng đã ban cho giáo hội, đã ban cho làng Hoàng Nguyên này một mẫu gương thánh thiện là thánh cả Giuse. Có thể nói không có vị thánh nào được yêu mến cho bằng thánh cả Giuse. Có lẽ không có nhà thờ nào mà không có tượng thánh cả Giuse. Có lẽ không có gia đình nào mà không có mẹ Maria và thánh cả Giuse trong nhà mình. Thánh cả Giuse được yêu mến, được chọn làm bổn mạng của giáo hội Hoàn Vũ, giáo hội Việt Nam, giáo tỉnh Hà Nội, Đại chủng viện Hà Nội và rất nhiều nhà thờ cũng như hội đoàn. Khi chọn một vị thánh làm bổn mạng, chúng ta phó thác cho vị thánh đời sống chúng ta, và chúng ta tin tưởng vị thánh sẽ bảo vệ, chở che và chuyển cầu những ơn cần thiết cho chúng ta. Chúng ta tin rằng trên đường đời dương thế, thánh cả Giuse đã bảo vệ, chở che mẹ Maria và thánh cả Giuse, thì hôm nay trên trời Ngài cũng sẽ bao bọc chở che mỗi người và mỗi gia đình chúng ta. Khi nhận một vị thánh làm bổn mạng, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm đời sống thánh thiện của Ngài và noi gương bắt chước. Hôm nay chúng ta cùng nhau chiêm ngắm thánh cả Giuse với tước hiệu bạn hiền đức trinh nữ và cha nuôi Chúa Giêsu. Tin mừng cho thấy thánh Giuse là một người có một tình yêu rất là cao thượng đối với đức trinh nữ Maria. Có thể nói một tình yêu thánh thiện, một tình yêu thanh khiết, và tình yêu ấy đã được đóng ấn bằng lễ đính hôn như là bài tin mừng hôm nay đã nói. Thế nhưng chớ trêu thay, vừa đính hôn thì lại nghe tin Maria có thai. Thánh Giuse có thể nói rất đau đớn, đau đớn bởi vì người mình yêu, người mình tin tưởng mà giờ đây không hiểu thế nào lại ra nông nỗi này. Ngài biết rằng Đức Mẹ Maria là một người nữ thánh thiện và tuyệt đối trinh khiết. Ngài không hiểu tại sao, và Ngài đã định tâm bỏ Đức Mẹ cách kín đáo. Ngài định tâm lìa bỏ, Ngài âm thầm rút lui, bởi vì nếu Ngài tố cáo, chắc chắn Maria sẽ bị ném đá đến chết. Thế nhưng vì một tình yêu thánh thiện và cao thượng, Ngài đã âm thầm rút lui. Chúng ta thì sao?
Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh của Thánh Giuse, có một người bạn vừa mới đính hôn mà đã như vậy thì thế nào? Có lẽ cả làng Hoàng Nguyên này sẽ biết, có lẽ cả xã Chi Thủy này cũng sẽ biết về cái người con gái ấy. Thế còn Thánh cả Giuse thì sao? Ngài âm thầm rút lui. Thế nhưng khi được Thiên Chúa mặc khải cho biết hài nhi mà Maria đang kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần, thì Thánh cả Giuse đã hoàn toàn vâng phục. Ngài đã đón Đức Mẹ Maria về nhà làm bạn mình. Có thể nói, từ khi đón Đức Mẹ Maria về làm bạn thì cả cuộc đời của Thánh cả Giuse là cuộc đời phục vụ với Mẹ Maria. Thánh cả Giuse cả một đời chia sẻ những vui buồn sướng khổ với Mẹ Maria, từ những bước chân đi về Bethlehem cho đến những bước chân chạy trốn sang Ai Cập và trở về Nazareth. Một cái hình ảnh rất là đẹp. Khi mà chạy trốn sang Ai Cập thì Mẹ Maria bồng hài nhi ngồi trên lưng lừa, Thánh cả Giuse đi bên cạnh và dắt con lừa đi. Một hình ảnh rất đẹp, và quả thật cả cuộc đời của Thánh cả Giuse đã đồng hành với Đức Mẹ, đã chia sẻ với Đức Mẹ trong mọi vui buồn sướng khổ của cuộc sống. Và Thánh cả Giuse quả thật xứng với danh hiệu bạn hiền của Đức Trinh Nữ Maria. Thế còn các ông, các anh thì sao? Các ông và các anh có là bạn hiền của vợ của mình hay là không? Các ông, các anh nhớ rằng đằng sau sự thành công của một người chồng là những hy sinh âm thầm của những người vợ. Người vợ là người đứng đằng sau, hy sinh âm thầm và lặng lẽ để cho những cái công việc của người chồng có thể được thành công. Cho nên những người chồng hãy biết ơn những người vợ, hãy biết ơn những hy sinh âm thầm của các bà, các chị trong gia đình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, hôm nay mừng lễ Thánh cả Giuse. Thánh cả Giuse là bổn mạng của giáo xứ Hoàng Nguyên và bổn mạng của hội gia trưởng giáo xứ Hoàng Nguyên. Khi mà nói đến hội gia trưởng thì có cái câu chuyện thế này. Khi mà một cha xứ mới về xứ, ngài nói rằng tôi sẽ lập hội gia trưởng. Thế thì mấy chị hội Đức Mẹ vào nói với cha: thưa cha, nhà con có một ông gia trưởng thôi mà đã vất vả quá rồi, bây giờ cha mà lập cả hội gia trưởng thì chết chúng con. Cha xứ cười, cha xứ bảo: cha lập hội gia trưởng là lập hội của những người cha, những người cha đạo đức và thánh thiện, những người cha theo gương mẫu bạn hiền của Đức Trinh Nữ Maria. Cha không lập hội của các ông độc đoán, không lập hội của các ông độc tài, không lập hội của các ông vũ phu, không lập hội của các ông kiêu ngạo. Cho nên các chị hội Đức Mẹ đừng có lo. Hội gia trưởng là hội của những người cha. Vậy thì hôm nay lễ mừng các người cha, trước hết chúng ta mừng cha xứ chúng ta. Cha xứ chúng ta, cha xứ tên Phao-lô tiên thánh. Thế nhưng trong gia đình Hoàng Nguyên, ngài là người chủ gia đình này, ngài là người lo lắng và chăm nom cho gia đình này. Tôi xin cảm ơn cha xứ Hoàng Nguyên, cha phó Hoàng Nguyên. Cảm ơn cha đã cho con về đây để được chia sẻ ở trong thánh lễ này, để được chiêm ngưỡng sự thánh thiện mà Thiên Chúa đang mưa tưới xuống giáo xứ Hoàng Nguyên này. Con cảm ơn cha đã quan tâm đến đại chủng viện, và đặc biệt cảm ơn quý ông bà anh chị em giáo xứ Hoàng Nguyên. Trong quá khứ, giáo xứ Hoàng Nguyên này đã là nơi cưu mang tiểu chủng viện Thánh Giuse, và cũng trong quá khứ anh chị em cũng vẫn đã nâng đỡ đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội,
và hôm nay anh chị em đang tiếp tục nâng đỡ như vậy. Sáng nay, Đại chúng viện đã nhận được quà mừng của ông bà anh chị em, của cha xứ, cha phó và tất cả mọi thành viên ở trong giáo xứ Hoàng Nguyên này. Chắc chắn ngày mai các thầy ở Đại chúng viện sẽ có một bữa ăn ngon, một bữa ăn nghĩa tình của giáo xứ Hoàng Nguyên gửi tặng mừng ngày lễ bổn mạng. Và tin rằng trong tương lai rất gần, chúng viện sẽ về đây, chúng viện sẽ đây sẽ trở nên một thành phần ở trong giáo xứ Hoàng Nguyên, về đây sẽ trở nên con cái của quý ông bà anh chị em. Và chúng tôi tin rằng trong quá khứ anh chị em đã kêu mang chủng viện, trong tương lai chắc chắn anh chị em sẽ không để chủng viện phải đói. Và đó là cái niềm hy vọng, đó là cái niềm vui. Tôi cảm ơn quý ông bà anh chị em đã nâng đỡ, và tôi cảm ơn anh chị em sẽ nâng đỡ cho Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, lễ Thánh cả Giuse là lễ bổn mạng của các gia trưởng, là lễ bổn mạng của những người cha, những người làm mẹ. Trong tục ngữ ca dao Việt Nam nói rằng đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời chẳng ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Những cái lời ấy mời gọi các em bé, mời gọi những người trẻ biết ơn cha mẹ ông bà. Quả thật, cha mẹ ông bà trong giáo xứ Hoàng Nguyên này đều là những người hiền lành và đạo đức thánh thiện. Cho nên người ta nói cha mẹ hiền lành để đức cho con. Ngày hôm nay Hoàng Nguyên được thánh thiện đạo đức như thế này là công lao của bao nhiêu bậc tiền bối đã hy sinh. Họ là những người đã gieo trong nước mắt để ngày hôm nay thế hệ chúng ta đang gặt trong hân hoan. Cảm ơn những người cha, cảm ơn những người mẹ. Đặc biệt hôm nay là ngày của người cha Thánh Giuse, cho nên chúng ta hướng về những người cha. Những người cha có thể nói như là cái cột trụ trong gia đình. Những người cha như là mái hiên che chắn cho gia đình khỏi những giông tố bão táp. Những người cha như là những cây cao che bóng mát cho gia đình, là những cột trụ để cho gia đình đứng vững. Cho nên người ta nói rằng còn cha gót đỏ như son, mất cha gót mẹ gót con đen sì. Mất cha gót mẹ gót con đen sì. Mặc dù người ta vẫn nói rằng còn mẹ thì ăn cơm với cá, mà mất mẹ thì liếm lá gặm canh. Thế nhưng đối với những người cha là ngày của hôm nay, cho nên vẫn là mất cha thì gót mẹ gót con đen sì. Nếu như mất cha nhà ta sẽ mồ côi, mất cha nhà ta sẽ là mẹ quá con côi. Cho nên người ta nói người cha như là cái nóc trong nhà, cái nóc trong nhà che chở cho đoàn con. Cho nên ngày hôm nay là ngày của người cha, nhưng mà chúng ta cũng nhớ về người mẹ, để các bậc con cái hãy biết ơn cha mẹ ông bà. Và đặc biệt chúng ta hãy biết quý trọng những phút giây hạnh phúc chúng ta đang được sống với nhau. Ở đầu thánh lễ, cha xứ nói: tạ ơn Chúa, mấy năm Covid hôm nay quả thật là trọn vẹn sự thánh thiện mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy biết quý trọng từng phút giây mà cha mẹ, vợ con, ông bà vẫn đang được sung sướng, đang được hạnh phúc với nhau. Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, ngày lễ Thánh Giuse chúng ta được mời gọi chạy đến với Thánh cả Giuse. Chúng ta được mời gọi chạy đến với Thánh cả Giuse bởi vì Thánh Teresa Avila nói rằng: chưa bao giờ tôi cầu xin với Thánh cả Giuse mà tôi không được nhận lời.
Thế rồi Ngài nói, nếu ai không tin lời tôi cứ thử mà xem. Kinh nghiệm cho thấy bất cứ ai trao phó và chạy đến với Thánh cả Giuse đều được những sự may lành. Thánh cả Giuse một vai trò rất quan trọng, mà một cái câu chuyện vui người ta nói thế này: nếu như hôm nay Thánh cả Giuse ở trên trời đi xuống trần gian thì thế nào? Cái nguyên tắc chồng ở đâu, vợ sẽ ở đó. Cho nên nếu Thánh Giuse xuống thì Đức Mẹ cũng sẽ đi theo. Mà nếu Đức Mẹ và Thánh Giuse xuống thì sao? Cái nguyên tắc cha mẹ ở đâu thì con sẽ theo đó. Cho nên Hài Nhi Giê-xu sẽ theo Đức Mẹ và Thánh Giuse xuống đây. Nếu như Hài Nhi Giê-xu là Thiên Chúa xuống đây thì sao? Thì triều thần thánh cũng sẽ theo Chúa Giê-xu xuống dưới này. Và như thế thiên đàng sẽ ở hoàng nguyên, thiên đàng sẽ ở đây. Cho nên chúng ta được mời gọi chạy đến với Thánh cả Giuse. Chạy đến với Thánh cả Giuse bởi vì Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 nói rằng ở trên trời ngoài Đức Trinh Nữ Maria không có vị thánh nào thần thế hơn Thánh cả Giuse. Hãy chạy đến với Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đối với tôi có một cái kinh nghiệm rất là sâu sắc về Thánh cả Giuse. Cách đây khoảng gần 30 năm, lúc đó tôi được chuẩn bị vào Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Thế nhưng đang khi chuẩn bị giấy tờ thì tôi bị một cái bệnh rất là hiểm nghèo. Nó đau ở trên đỉnh đầu, nó đau xuống hốc mắt, nó đau sang sau gáy, nó đau đến mức độ tôi phải lấy cái khăn tôi quấn cái đầu lại, kẻo tôi sợ rằng nó đau đến mức có thể vỡ cái đầu ra. Lúc đó tôi chả biết làm thế nào, nhà thì nghèo, không biết làm sao. Tôi chạy đến với Thánh Giuse, tôi khấn với Ngài rằng, mà tên Thánh tôi thì Bruno, nhưng mà tôi lại chạy đến với Thánh Giuse, tôi khấn rằng, nếu Thánh Giuse chữa con khỏi bệnh này, con vào được chủng viện, thì cả đời con sẽ đọc kinh kính Thánh Giuse, và cả đời con sẽ tôn vinh Thánh Giuse và sẽ nói cho mọi người thấy về quyền năng của Ngài. Và lạ lùng thay, tuyệt vời thay, sau cái lần đó tôi khỏi bệnh, cho đến ngày hôm nay chưa bao giờ cái bệnh ấy quay trở lại với tôi. Cho nên hôm nay về đây với Hoàng Nguyên, tôi cũng mời gọi quý ông bà anh chị em hãy chạy đến với Thánh cả Giuse. Chúng ta cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh cả Giuse cho các ông được trở nên những người bạn hiền, trở nên những người cha yêu thương con cái. Cầu xin cho các con cái biết hiếu nghĩa, vâng lời cha mẹ ông bà. Cầu xin cho tất cả mọi người chúng ta sống xứng đáng là con cái Thánh cả Giuse. Xin Thánh cả Giuse chuyển cầu cùng Chúa cho tất cả chúng ta. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa, Đấng tạo thành trời đất muôn vật, hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba, Người sống lại như lời Thánh Kinh,
người lên trời, người bên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã trao cho Thánh Giuse nhiệm vụ dưỡng nuôi Đức Giêsu. Trong ngày lễ kính người, cũng là ngày quan thầy của giáo xứ chúng ta cùng sốt sắng dâng lên Chúa lời cầu xin. Chúa đã chọn Thánh Giuse làm dưỡng phụ Chúa Giêsu, xin cho hội thánh luôn trung thành cộng tác vào sứ mạng cứu thế của người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Chúa đã mặc khải cho Thánh Giuse biết mầu nhiệm Đức Kitô, xin cho nhân loại biết Đức Kitô là Đấng cứu độ của mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã đặt Thánh Giuse làm người coi sóc gia đình Lazarus, xin cho các bậc phụ huynh biết hy sinh chăm sóc con em mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúa đã muốn Thánh Giuse làm bạn Đức Maria, xin cho mọi người chúng con sống gắn bó với Đức Mẹ và tận tâm phục vụ anh em. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, để hoàn tất lời hứa cứu độ, Chúa đã sai con một đến cứu độ trần gian làm con Thánh Giuse và Đức Trinh Nữ Maria. Vì lời các ngài truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xưa thánh cả Giuse đã hết lòng phục vụ Đức Kitô con một Chúa, Đấng sinh làm con Đức Trinh Nữ Maria. Này xin Chúa cũng rộng lòng ban cho chúng con một tâm hồn trong sạch ngay thẳng để cử hành lễ tế tại bàn thờ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kính Thánh Giuse, chúng con cùng tung hô, chúc tụng và ca ngợi Cha. Thánh Giuse là người công chính, Cha đã cho kết bạn với Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời. Thánh nhân là tôi tớ trung tín và khôn ngoan, Cha đã trao phó thánh gia cho người coi sóc, để người thay quyền Cha gìn giữ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con là con một Cha đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi, tôn thờ, kính sợ và hân hoan chúc tụng Cha uy linh. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Chúa là Thiên Chúa càng đạo bình, trời đất đầy bình
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con đại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con
xa chưa ca hầm giờ nhờ hừng kêu chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin cho việc hòa mình vào máu Thánh Chúa Giêsu Kitô cho chúng con, sắp nhận đem lại cho chúng con sự sống hằng đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Xin bình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong buổi lễ mừng thánh cả Giuse, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được no thỏa tại bàn tiệc thánh này. Xin bảo vệ chúng con luôn mãi và duy trì nơi chúng con những ân huệ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Con xin được thay lời cho cộng đoàn giáo xứ. Xin chân thành cảm ơn Cha Bruno, Giám đốc Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội. Cha đã vượt qua một chặng đường rất là xa từ Đại chúng viện về đây. Và mặc dù rất bận rộn với công việc của Đại chúng viện, nhưng mà Cha yêu ái với chúng con trong thánh lễ rất đặc biệt này. Chúng ta cùng cảm ơn Cha bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, trước đây Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội được Tòa Thánh chu cấp phần tài chính. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua, Tòa Thánh đã không còn chu cấp cho Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội nữa. Vì thế mà giáo phận và đặc biệt là Cha Giám đốc luôn phải lo lắng để cho các thầy ở trong Đại chúng viện có cái ăn hàng ngày, có cái mặc và có những sinh hoạt đầy đủ. Hiện nay số đại chúng sinh của Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội ở cả ba cơ sở, ở Cổ Nhuế, ở Phùng Khoang và ở lớp Tu Đức dưới Phát Diệm là hơn 300. Chúng ta thử tưởng tượng 300 thanh niên ăn một ngày thì hết bao nhiêu gạo. Chính vì thế mà chúng ta đáp lại lời mời gọi của Cha Giám đốc. Mỗi gia đình, mỗi người, chúng ta bớt ra một chút để cộng tác với Ngài trong việc đào tạo các linh mục tương lai cho giáo phận. Không biết cộng đoàn chúng ta có đồng ý không? Chúng con sẽ cố gắng góp phần nào đó cùng với Cha Giám đốc để giải quyết những cái lo lắng, những ưu tư của Cha Giám đốc cũng như của bề trên giáo phận trong việc đào tạo các linh mục. Cha có muốn nói thêm câu nào không? Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Còn một cái điều nữa, chúng ta cùng cảm ơn Cha Phêrô bằng một tràng pháo tay. Chút thì quên.